Để tiếp tục, Bích Phượng cứ mời quý vị theo dõi sinh hoạt của nhóm từ thiện tình thương và chữ nhà qua lời chia sẻ của giáo sư Lê Tổng Mộng Hoa. Dạ, xin kính chào khán giả của SBTN, chào anh Bảo Thành Nhân. Thưa anh, lúc đầu, nhóm từ thiện tình thương Charity Group of Virginia Fashion quyết định order thức ăn gửi đến cho Fairfax Innova Hospital để ăn cơm trưa cho các nhân viên y tế và các bác sĩ của Innova Fairfax Hospital để tỏ bày lòng biết ơn và cảm phục, và đã nhờ cô nhắc anh đang làm việc tại đây họ thăm giùm. Sau đó thì bà Kirsten McCartier, giám đốc ủy ban giao tế của Bệnh viện Di đồng Innova, cho biết là bệnh viện đang cần các dụng cụ bảo hộ an toàn cho nhân viên y tế và bác sĩ, nên chúng tôi đã gửi cái set nhỏ 4.000 đồng ủng hộ quỹ chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp của Innova Fairfax Hospital, Innova Emergency Preparedness Fund, theo đề nghị của bà Kirsten. Sở dĩ chúng tôi chọn Fairfax Innova vì đa số người trong ban chấp hành và ban quản trị đều là cư dân của Fairfax County, và cá nhân chúng tôi cũng đã từng được điều trị ở bệnh viện này sau một tai nạn xe hơi cách đây 15 năm. Tôi rất thán phục tinh thần phục vụ cao quý và vị tha của các nhân viên y tế trong bệnh viện này. Chúng tôi vẫn giữ ý định đã cơm trưa tỏ bày lòng biết ơn với các bác sĩ và y tá, nên sẽ liên lạc tiếp với bà Kirsten để biết cách thức mà gửi thức ăn. Thưa, mục đích và sứ mạng của hội, mục đích chăm ngon hàng đầu của chúng tôi là quan tâm và chia sẻ với tình thương, caring and sharing with affection. Và sứ mạng của chúng tôi thì gồm có ba điều. Thứ nhất là phát triển văn hóa Việt Nam và Mỹ. Thứ hai là trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo mà hiếu học, huấn nghệ cho các thanh thiếu niên khuyết tật, bảo trợ trẻ em mồ côi và giúp đỡ các cụ già neo đơn cũng như các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam. Và cái mục đích thứ ba là hỗ trợ nạn nhân gặp hoàn cảnh khó khăn vì các thiên tai, nhân tai như là bão lụt, cháy rừng, tsunami, tai nạn bất ngờ tại Mỹ và Việt Nam trong khả năng hạn hẹp của Charity Group of Virginia Affection. Trong cái thời gian bất ổn này, ước mong của một bà già 80 tuổi như tôi là xin mọi người hãy lan tỏa tình thương đến với nhau, đến khắp nơi. Hãy dành ra vài phút trong ngày để thành tâm cầu nguyện ơn trên Chúa Phật, ông bà tổ tiên, hộ trì cho các người đang nhiễm bệnh, đủ sức mạnh vượt qua cơn bão bệnh, đặc biệt là các bác sĩ và nhân viên y tế. Cầu mong Thượng Đế chấm dứt sự lây lan độc hại của virus Vũ Hán trên toàn cầu để chúng ta có thể trở lại cuộc sống an lành, tự do trước đây. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốm đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.